bắt lô ngà voi trị giá hơn 200.000 Mỹ Kim tại Tân Sơn Nhất. Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, Tổng cục Hải quan khám phá một vụ vận chuyển ngà voi có giá trị lớn qua đường hàng không. Lô hàng này đã qua trót lọt nhiều nước trước khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Qua kiểm tra lô hàng, Hải quan tìm được 59 chiếc ngà voi được cất giấu tinh vi trong thùng hạt đều, có tổng trọng lượng là hơn 40 kg. Giá trị thị trường ước tính của lô hàng ngà voi trên là khoảng hơn 200.000 Mỹ Kim. Theo Hải quan, lô hàng được gửi đến công ty VTTH được kê khai là hạt đều. Mặt hàng này thuộc danh sách các loại động vật hoang dã cấm xuất nhập khẩu. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang tạm giữ lô hàng để điều tra. Từ đầu năm 2014 đến nay, Hải quan Tân Sơn Nhất đã khám phá 6 vụ vận chuyển ngà voi trái phép qua đường hàng không. Tổng trị giá tang vật ngà voi là 300 kg, giá trị thị trường ước tính gần 1 triệu Mỹ Kim. Trong vòng 2 năm vừa qua, chính phủ Gabon tuyên bố đã mất gần 11.000 con voi rừng ở vườn quốc gia Minkebe, nơi có số lượng voi rừng lớn nhất châu Phi. Nạn giết voi để lấy ngà được thế giới báo động, cần sự hợp tác của các nước ngăn chặn nạn buôn lậu này. Nếu không chấm dứt săn bắn voi lấy ngà, thì trong vòng 10 năm tới sẽ quyết định việc loài vật tiêu biểu này sẽ sống sót hay không.